Mời các bạn quay lại mặt bằng tầng 1, mặt bằng kiến trúc tầng 1 để chúng ta tiến hành việc bố trí đối tượng sàn. Các bạn kích chuột vào thẻ Architecture, ô build và chọn câu lệnh là Floor. Tại ô Properties nằm bên tay phải, các bạn chọn Type Selector. Hiện tại ở đây đã có sẵn một loại sàn là Genwick 150. Bây giờ chúng ta sẽ thay đổi loại sàn này thành loại sàn dày 250. Edit type, duplicate và các bạn đặt tên là 250 mm gen floor, generic floor. Ok. Với tham số structure, cấu trúc lớp áo sàn, các bạn kích chọn edit và nhập giá trị thickness là độ dày tổng thể 250. Ok. Có cách vẽ sàn sau đây tôi hướng dẫn cho những vong nào thực sự lười nhưng chúng ta làm việc vẫn hiệu quả. Tại ô Draw, các bạn kích chọn Rectangle hình chữ nhật. Với tham số Offset, các bạn nhập giá trị 300. Tức là ô sàn sẽ lệch ra khỏi điểm chúng ta vẽ là 30 cm về đều các bên. Các bạn zoom chuột đến vị trí góc trên bên trái của mặt bằng tầng 1. Chọn điểm Endpoint. Kéo chuột xuống góc dưới bên phải tại vị trí này, bắt điểm Endpoint lần thứ hai. Tại ô Mode, các bạn chọn Finish Edit Mode để kết thúc câu lệnh vẽ đối tượng sàn. Các bạn dê chuột chọn Default 3D View để quan sát góc nhìn mặc định của công trình. SD đổ bóng lên bề mặt các cấu kiện. Như vậy, chúng ta vừa thực thi xong câu lệnh bố trí sàn.